chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn dành thời gian đồng hành cùng chương trình Văn hóa Quan họ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh. Quý vị và các bạn thân mến, Quan họ được duy trì, tồn tại và phát triển cho đến ngày nay là do được cấu thành từ 5 yếu tố cơ bản, được hình thành trong quá trình tồn tại từ tục lệ, hành vi, giao tiếp, lề lối cho đến lễ hội. Và một trong 5 yếu tố đó không thể không kể đến tín ngưỡng trong quan họ. Vậy tín ngưỡng trong quan họ được hiểu như thế nào và nó có mối liên hệ với sinh hoạt văn hóa quan họ như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình. Thưa nghệ sĩ ưu tú Phạm Đăng Mùi, đối với sinh hoạt văn hóa quan họ thì dân ca quan họ là một bộ phận hợp thành một loại hình sinh hoạt văn hóa tổng hợp. Trong đó dân ca quan họ nói riêng, các mặt quan họ nói chung vẫn gắn liền với các nghi lễ tín ngưỡng. Nghệ sĩ ưu tú Phạm Đăng Mùi thân mến là một người đã có nhiều năm gắn bó và tìm hiểu về quan họ. Ông có thể cho biết là tín ngưỡng trong quan họ được hiểu như thế nào? Có thể nói là dân ca Việt Nam nói chung và dân ca quan họ nói riêng thường có hai cái nội dung không thể tách rời. Một đó là cái nội dung hát về giao duyên, hát về giao đãi, rồi thì là giao tình. Thế và có một cái nội dung thứ hai đó là cái nội dung tín ngưỡng. Chúng ta cũng biết là những tiếng hát quan họ thường xuất hiện trong những hội xuân xứ Bắc. Mà đã là hội xuân đó, thì chúng ta biết là bao giờ trong một ngày hội cũng có hai cái phần nội dung chính. Phần thứ nhất là phần lễ, phần thứ hai là phần hội. Và chúng ta có thể hiểu một cách ngắn gọn, một cách dễ hiểu. Thì tín ngưỡng trong quan họ có nghĩa là những bài quan họ, những phần hát quan họ nằm trong cái phục vụ cho phần lễ, phần cứng, phần quan trọng nhất trong ngày hội. Ví dụ chẳng hạn như là hát tế, hát lễ, hát chúc, hát thọ, hát ở cửa đình, hát ở trong chùa, hát ở những cái chỗ mà nơi có những cái vị thần linh, thì đó là những cái phần lễ. Ở hội nào cũng thế, chúng ta thấy rằng là có rước sách, có cúng tế và có rất nhiều những thủ tục. Sau đó thì mới phần thứ hai, đó là cái phần hội. Phần hội thì chúng ta cũng biết là rất phong phú, đó là phần chơi, vui, rồi thì là ăn cơm, uống rượu, chuyện trò, xem ca hát. Ở đâu đó có thể có hát tuồng, có hát chèo, nhưng một số những cái trò vui trong hội thì không thể thiếu ở miền Bắc nói chung và vùng quê quan họ nói riêng. Ví dụ như là phải có đánh đu, có đấu vật, có chọi gà, cờ tướng và rất nhiều những trò chơi khác. Thì tất cả những cái trò chơi, trò vui này nó nằm ở phần thứ hai của hội, đó là phần hội. Còn cái phần trước đó, phần quan trọng nhất, phần mà không thể không có, đó là phần cúng tế. Nếu ở chùa thì các cụ cúng ở trong chùa. Còn nếu ở đình thì phải rước sách và cúng ngoài đình, cúng thành hoàng. Vì thế mà tất cả những cái bài quan họ có liên quan tới cái vấn đề phần 1, tức là phần lễ, thì đó là nằm trong cái phần tín ngưỡng. Và tôi có thể nói rõ hơn là những bài ca quan họ thuộc cái hệ thống tín ngưỡng đó, thì đó là những bài ca mà giai điệu là những bài dân ca quan họ. Mà ở đây tôi có thể nói cụ thể đó là giai điệu của những cái bài la rằng. Giai điệu la rằng chính là giai điệu chủ chốt trong những cái phần mà quan họ hát về tín ngưỡng. Và về phần nội dung thì có thể là ca ngợi, cầu xin các vị thần linh, các đấng siêu nhiên. Vì thế cho nên có thể kết luận lại tín ngưỡng trong quan họ, ta cứ hiểu như đó là những bài hát nói về cái phần tâm linh, nói về cái phần lễ, một trong hai phần quan trọng nhất của ngày hội xuân xứ Bắc. Vậy thưa ông, sinh hoạt văn hóa quan họ có mối liên hệ như thế nào với tín ngưỡng ạ? Mối quan hệ giữa quan họ với tín ngưỡng là một cái mối quan họ cộng sinh không thể tách rời. Ở đây tôi có thể nói một cách dễ hiểu hơn, kỹ lưỡng hơn là thế này. Quan họ nếu như ví là cá thì hội xuân xứ Bắc đó là nước. Và nếu như không có nước thì đương nhiên cá không thể bơi lội tung tăng. Mà hội xuân xứ Bắc thì lại gốc của nó bắt đầu từ tín ngưỡng. Ví dụ như là chẳng hạn như là thờ thành hoàng, ví dụ như là thờ Phật, ví dụ như là thờ thánh, thì tất cả những các cái tín ngưỡng đó tạo lên hội xuân xứ Bắc. Mà tôi có thể nói luôn là nếu như không có sinh hoạt tín ngưỡng, không có cái việc mà thờ tế thần linh thì không có hội xuân xứ Bắc. Chúng ta biết là hội xuân xứ Bắc, nơi mà quan họ có thể tồn tại và phát triển, đó chính là những hội làng của miền quê này. Hội làng ở đây có thể là nơi này hội chùa, nơi kia hội đình, có nơi là hội nghè, hội đền, nhưng mà tất cả đều thuộc về cái tín ngưỡng, đều thờ thần linh, thờ các cái đấng siêu nhiên. Vì thế mà có tín ngưỡng mới có hội xuân, có hội xuân mới có dân ca quan họ. Và tôi có thể kết luận rằng gắn bó giữa quan họ với tín ngưỡng là một mối quan gắn kết là hết sức là mật thiết, khăng khít, không thể tách rời.
Tôi lấy ví dụ như chẳng hạn nói đến quan họ với tín ngưỡng, chúng ta không thể không nhắc tới một số những các cái loại hình ca hát quan họ trong cái phần tín ngưỡng, như là hát cầu đảo ở làng Diềm Xá. Vào những năm hạn hán, những tháng hạn hán thì dân làng Diềm Xá có tổ chức cái lễ cầu đảo. Và trong cái lễ cầu đảo đó thì ban ngày là có những cái trò chơi cướp cầu, thế và còn ban tối đó thì mấy ngày liền là quan họ ca hát. Và chính cái ca hát quan họ vào những ngày đấy chính là cái quan họ mà phục vụ cho cái lễ cầu đảo. Người ta vẫn gọi đó là quan họ cầu đảo. Thế còn có những cái lễ khác, ví dụ chẳng hạn như ở làng Châm Khê thì có một cái lễ là rước nước tắm Phật. Thì tất cả quan họ cũng bơi thuyền trên dòng sông, bơi từ trong làng ra ngoài một cái bãi giữa sông, sau đó lấy nước từ ngoài giữa sông trở về trong cái chùa của làng để tắm Phật. Thì cái việc phục vụ hát quan họ này cũng là quan họ tín ngưỡng, tức là rước nước để tắm Phật. Thế rồi còn rất nhiều những các cái trường hợp khác, ví dụ như là xuân thu, và xuân ấy thì hội mà thu thì tế, tức là không chỉ có một làng nào đó mà tất cả các làng quê quan họ đến cái mùa thu, thường là cái mùa đình đám, và mùa xuân thì quan họ hát hội, mùa thu thì quan họ hát tế. Còn có một trong những làng đặc biệt, ví dụ như quan họ Hiếu ở làng Lim đó, thì có một cái phong tục là quan họ cùng với chèo chải hê thường phục vụ trong những cái ngày đám hiếu. Ví dụ có đám tang, đám ma thì quan họ cũng tham gia hát trong những ngày này. Thì đó cũng chính là cái mà quan họ gắn với tín ngưỡng. Và cũng ở Lim thì ngày xưa đó thì còn có một cái lễ tế Xuân Thu Nhị Kỳ. Đó là dân trong vùng ấy, trong các cái xã của Tổng Nội Duệ, thường là lên cái lăng ở trên đỉnh núi Lim. Ở nơi đó thờ cụ Trấn Thanh. Trấn Thanh tức là cụ trấn thủ miền Thanh Hóa. Và tên của cụ là cụ Nguyễn Đình Diễn, người có công lao rất lớn trong việc xây dựng chùa Lim, làm lên hội Lim và tặng ruộng, tặng đất cho tất cả các cái vùng quanh cái hội Lim. Vì thế cho nên là dân làng khu vực này hàng năm luôn nhớ đến công ơn của cụ và thường tổ chức cúng tế ở trên đồi Lim, ở lăng của cụ. Và đấy cũng là quan họ nằm trong tín ngưỡng. Và có thể nói rằng là quan họ đối với tín ngưỡng nó rất là gắn bó, và giao duyên và tín ngưỡng trong quan họ là hai cái nội dung song hành mà khó có thể nói cái nào trội hơn cái nào. Ông có thể so sánh tín ngưỡng trong quan họ và trong các loại hình dân ca khác được không ạ? Trong cái dân ca Việt Nam thường là có hai cái nội dung chính. Cái thứ nhất là nội dung về giao duyên, tức là hát về tình yêu, về nỗi nhớ. Thế còn nội dung thứ hai thì đó là cái nội dung về tín ngưỡng. Thế nhưng mà trong dân ca quan họ đó thì hai cái nội dung này thì nó rất là song hành, rất là đều nhau. Thế còn ở một số dân ca khác thì tỷ lệ là rất khác nhau. Tôi lấy ví dụ những cái loại hình dân ca mà xuất phát từ lao động, từ sản xuất đó, thì chủ yếu người ta hát về giao duyên, về tâm tình. Thế còn cái nội dung mà nói về tín ngưỡng là rất là mờ nhạt. Ví dụ như là hát ví, ví dụ như là hát chống quân và một số những loại hình khác nữa. Ví dụ như là hò của các cái vùng miền. Thế nhưng mà ở đây tôi cũng lưu ý là ít thôi chứ vẫn có. Ví dụ chẳng hạn như là hát hò Khoan Lệ Thủy Quảng Bình đó, thì là ngoài những cái nội dung khác ra thì ở đây cũng có một phần liên quan đến tín ngưỡng. Đó là người ta hát cái hò Đưa Linh. Hò Đưa Linh tức là hò đưa linh cữu của những người đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng. Vì thế tôi có thể kết luận là ở những dân ca khác thì cái tỷ lệ giữa hát giao duyên và liên quan tín ngưỡng là cái tỷ lệ nó khác nhau. Đặc biệt lại có những cái loại hình khác đó, hát dân gian liên quan rất nhiều đến tín ngưỡng mà phần giao duyên lại rất là mờ nhạt. Tôi lấy ví dụ như là hát chầu văn, rồi thì ví dụ như là hát cửa đình và một số những loại hình khác. Thì ở đây yếu tố tín ngưỡng là đậm đặc. Ở dân ca quan họ thì yếu tố tín ngưỡng, yếu tố giao duyên là luôn luôn song hành. Ở phần nào cũng rất là đậm đặc. Ví dụ tín ngưỡng thì tôi vừa mới nói, nào thì hát cầu đảo, nào thì hát là lấy nước tắm Phật, nào thì là hát hiếu. Thế nhưng mà còn yếu tố giao duyên thì cũng vô cùng là đậm nét. Chẳng hạn như khi quan họ hát giao duyên thì họ hát về tình yêu cũng rất đẹp, rất lãng mạn. Lóng lánh là lóng lánh ơi, mắt người lóng lánh như sao trên trời. Tôi yêu người lăm lắm người ơi, tôi say người lăm lắm người ơi. Hoặc là yêu nhau chẳng lấy được nhau, mài dao đánh kéo cạo đầu đi tu. Quan họ tu ở chùa nào, cho em làm tiểu, em vào tu chung. Vì thế mà khi mà hát về tín ngưỡng thì quan họ rất nghiêm trang với những cái nội dung của bài ca,
ca ngợi thánh thần, cầu xin thánh thần, nằm trong những giai điệu cũng hết sức là uy nghiêm, đó là cái giai điệu La Rằng. Thế còn khi phải hát giao duyên thì người ta lại có vô số, có hàng trăm những làn điệu uyển chuyển khác để thể hiện những nội dung yêu đương, nhung nhớ và có thể nói là rất lãng mạn. Vì thế tôi vẫn xem quan họ như một loại hình dân ca rất hiếm ở Việt Nam, nó gắn liền với tín ngưỡng, gắn liền với hội hè, nhưng mà yếu tố giao duyên cũng vô cùng đậm nét, vô cùng đầm thắm. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Phạm Đăng Mùi đã tham gia chương trình ngày hôm nay và đã có những chia sẻ cũng như là cung cấp những kiến thức rất là bổ ích cho khán giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh. Trẻ già hỡi hỡi là
vui ơi ha hờ là chung hồi hờ thì rằng là hồi hờ. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, tới đây thì chương trình Văn hóa Quan họ ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt.